Hello, xin các bạn đến kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ đi tìm kẹo hồng gan bi cua nha các bạn. Đây nha. Kẹo hồng gan nè các bạn. Wow. Mình nhìn thấy rất là ghê hồng gan. Đây là kẹo hàm răng nha các bạn. 3.000 cục. Bây giờ mình sẽ quay và review cho mấy bạn xem nha. Ok. Mẹ đây là những kiểu loại kiểu hàm răng các bạn. Đây là răng mọc, cái gì mà kỳ quá các bạn ơi. Đây là răng mọc lộn xộn nha các bạn. Còn răng mọc không đều nha. Thỏ. Chứ răng bự răng nhỏ răng nha. Răng thỏ nè. Đây là hàm răng thỏ nha. Còn đây là hàm răng gì đây? Hàm răng bình thường. Còn đây là hàm răng nanh nha các bạn. Có hai cái răng nanh nha. Còn đây là hư mất cài rồi. Còn đây là cái hàm răng đít là không có đều nha các bạn. Hàm răng. Bây giờ mình sẽ mở ra cho bạn coi nha. Đây. Mình sẽ ăn vị hàm răng thỏ. Ừ. Thơm. Bây giờ Yến và anh sẽ mở ra và anh review cho mình xem thử nha các bạn. Wow. Đây là cái hàm răng màu xanh của bạn Ngọc An nha. Còn bạn Yến là cái màu xanh dương nha. Của mình là vị Việt Quốc đó các bạn. Là vị táo xanh. Có vị như thế nào nè? Chua chua ngọt ngọt. Chua chua nhọt nhọt. Nhưng mà nó mùi vị Việt Quốc á. Ủa. Còn bạn Ngọc An là vị táo hết các bạn. Táo xanh. Cứng nha. Cái này nó vị nó cứng nha các bạn chứ nó không có mềm. Đây. Nhìn rất là hấp dẫn luôn, ngon rất thơm. Vậy. Thơm rất thơm luôn. Nó màu trơn suốt đẹp lắm á. Nhìn kẹo rất là đẹp nha các bạn. Nhưng mà nhớ là ăn kẹo xong mình phải đánh răng xuống miệng cho sạch sẽ nha. Để không là sẽ bị sâu răng hết đấy nha. Nó bị răng này nè. Ngon lắm các bạn ơi, thơm nữa. Tại vì Việt Quốc mà thơm. Bị táo xa ơi. Rất là ngon luôn. Vì Việt Quốc với vị táo ra còn có vị dâu nữa nha các bạn. Đúng rồi. Bạn Ngọc An và bạn Ngọc Yên đã mua 3 vị để ăn thử nha. Đây, vị dâu có màu hồng. Nhìn cái kẹo rất là giống cái xôi nồi nha các bạn. À, xôi nồi. Ngon lắm các bạn ơi. Nó bóng. Rất là đẹp luôn. Dạ em mình nói gì tầm vậy á. Đó, clip mà đến đây kết thúc rồi. Nếu bạn yêu thích hãy cho mình một đăng ký, một like, một cái chuông. Còn bây giờ thì bye bye.